Cái này Anh Quân, dậy Dậy mau Anh Quân, dậy mau Dậy thế nào Em bảo cái Như này à? Có chuyện gì thế hả mẹ trẻ Đêm qua đi diễn về muộn quá Vừa mới đặt lưng xuống tí Nào, có chuyện gì, nói đi Lần nãy anh phải giúp em đấy Chồng em nó lại đòi chia tay Bao lần đòi bỏ nhau mà, Có lần nào bỏ được đâu mà Cô có nhớ cái vụ lần trước không? Thằng chồng cô phát hiện ra cô ăn vụng Mà ăn vụng cái gì nhỉ? Ăn xuống À đúng rồi Sau đấy nó đòi chia tay với cô Rồi vài hôm sau đâu lại vào đấy đúng không? Hai vợ chồng mà như hai đứa trẻ con ấy. Thôi 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 cô về đi Tôi buồn ngủ lắm rồi Tôi là anh cô chứ không phải là bố cô đâu mà Mà theo cô mãi được Thôi 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 con lạy mẹ lại sắp ngoạc cái mồm ra bây giờ đấy ui <laughs> giời biết ngay mà lần nào thế thôi, thôi 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 tôi xin tôi xin con lại mẹ đấy mẹ nín cho con nhờ Úi giời thôi 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 nín 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 ra 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 bà kể cho tôi xem có chuyện gì mệt với mẹ trẻ quá đấy tôi nín đi tôi chưa thấy có người nào vừa khóc mà lại vừa nấc như cô không thì phải nấc chứ nào có chuyện gì nói đi Mà tại sao chồng cô nó lại đòi ly dị Em Em chỉ Nhờ anh ta giúp một số việc lặt vặt Ở trong gia đình thôi mà Ui tôi còn lạ gì cô Mà chắc cô lại bắt nó nhổ cỏ nhặt rau Nấu cơm rửa bát chứ gì Chỉ có mỗi cái việc ra quần áo với lâu nhà Đấy anh xem Mỗi hai cái việc còn con thế Bà hắn lại còn cấu với em nữa chứ Thế trong lúc đấy cô làm cái gì thì ăn bánh Thế thì nó bỏ cô là đúng rồi Tôi là anh cô tôi còn chả chịu được cái là nó Thế bây giờ cô muốn gì Anh bảo Bây giờ Em phải làm gì để giữ anh ấy đây Bây giờ nó đang tức Cô không dỗ được nó đâu Cách tốt nhất Là cô phải tác động vào gia đình chồng cô cơ Bây giờ thế này Cô phải làm thế nào mà cho gia đình chồng cô thấy cô hoàn toàn khác phải tạo cho họ một ấn tượng thật đặc biệt phải để lại một dấu ấn khó phai trong họ nếu cô làm được điều đấy tôi đảm bảo gia đình chồng cô sẽ tìm mọi cách để khuyên nhủ chồng cô quay lại Hôm nay bà nội hơi mệt đấy Cô đừng vội đề cập đến vấn đề chúng ta sắp ly hôn đấy nhá Ừ. Mà sao cái mặt cô cứ sưng lên thế? Sưng đâu? Vào trong đấy phải tỏ ra thoải mái tự nhiên. Cô biết chưa? Anh cứ là như tôi là con ngốc không bằng ấy. À, mà này, bà nội có xin tiền thì cô đừng có cho đấy nhá. Tôi biết rồi. Cháu chào bà, bà, cháu chào gì, gì ạ? ạ? Ờ. <laughs> thế hôm nay hai đứa đến tay không bắt giặc. Không mang cái gì cho bà hả? Cháu giàu thấy cũng không có cái gì à <laughs> Dạ ờ... chúng cháu đi vội Không dạ... kịp mua gì ạ à. Ôi giời. Bà nội đang muốn may một cái váy gấm Nhưng không có tiền Thế mà chồng cháu có giúp được không Bọn cháu làm gì có tiền Lần nào đến chơi bà cũng xin ừ. Đứa nào bà quý bà mới xin Chứ có phải ai bà cũng xin đâu Bà với gì lúc nào cũng chỉ tiền Nếu sống vì tiền Người ta khinh cho đấy Cớm vợ anh nhà ba mặt phố Bố lại làm to thì bà phải xin chứ bà đừng làm cháu khó xử cho bà cái dây chuyền nhá ơ ờ, chồng dạ. có vẻ đã tiền đấy ai lại xin dây chuyền Tì tòe đã nghèo là còn sĩ hay là cháu hát cho bà nghe một bài nhé hả sau đây cháu xin hát bài hai con thằn lằn ạ à. ôi trời hai con thằn lằn con đùa nhau căn nhau đứt đuôi Ba thằng làn buồn thiêu, gọi chung đen, mời mang trò. Ơ, con này mày ngu, sao mày cắn đứt đuôi em mày? Cắn đứt đuôi em mày, lấy gì mà uốn này? Na 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 na.